Để chợ dưới cầu thì cầu số 10 quá nhiều. Để chợ nhóm nhỏ đây. Đây khu có lắm. Lên sóng rồi đó. Nhóm này xịt. Kéo lên không có lý à. Chiếc cái vỏ lái này giờ ta xài cái này nhiều, ngày kiếm được 300 đúng không? Được hả? 300 rồi em ơi. Ở dưới quê ngày mà kiếm được 300 là đỡ đúng không? Cái loại xuồng gỗ như thế này nó hiếm, người ta giờ người ta xài vỏ lái không à. Cái chiếc này nó chạy êm rồi. Mình chạy nó đầm ha. Vỏ lái nó nhẹ mà nó không có đầm bằng cái chiếc này. Xuồng này bây giờ muốn làm nữa đâu có dán, nó đâu có gỗ đâu mà làm không? Tôi nhớ hồi xưa mà ba cái xuồng này ở Campuchia nhiều lắm. Đúng rồi, xuồng này á là kiểu xuồng này là xuồng Campuchia nè, gỗ nó tốt lắm, nó đi đầm lắm, kêu bằng kiểu như gan ngò hay gì á, kiểu xuồng lồn á. Ừ, ông người ở đây hay Việt kiều? Tôi có ở đây. Ông ở đây hả? Mà có anh em ở ngoài Châu Đốc á. Ở dân ngoài đó nó xài xuồng này nhiều nè. Nó đầm. Thằng này ông đứng chài nó không có lắc. Ở trên cam tụi nó xài xuồng này không mình. Ở trên nó có lỗi tốt nhiều, nó làm được cho mình dưới này nó lỗi rồi. Cũng có lấy nó trong trại đi. Ở đây hồi xưa cá lăng giữ cái này. Nó tở nước, nó năm ba nước, nó nhỏ lâu rồi. Hồi xưa tụi tôi trong Ti Tôn này chạy đang đang câu cá lăng này. Ở trong Ti Tôn hả? Ở tụi cháu hả? Dạ, ông ở cầu 16 hả? Ủa? Tôi nói mà. Ủa vậy? Ở đó mà tôi mà này. Nhà tôi đang mua cơm ở trong chỗ
biết đấy. À. Em vẫn sẽ biết thì vô trường học. Rồi. Cái đường là biết không? Tôi cũng đi đó mà. Ở trong đó mình chạy ra cái này mình chạy. Ở trong đó không có cá gì đâu, đâu có thấy mình chạy. Ở đâu? Ở trong mình đẩy hả? Không có chỗ mà gần trường có chỗ cao cầu cây meo. Nó cá đi lắm đâu rồi. Bỏ ông cá lên trời nó chắc không khó gì. Trời nó chạy thì tôi á. Tôi chạy cũng dần dần nó khó. Ra ngoài cũng khó, ra ngoài ăn làm cũng khó. Đi bố xô đi. Đi đủ chỗ luôn á. Chỗ nào có đi. Dạ, mà thấy di chuyển hoài vậy. Đổ chỗ. Chứ đâu phải giải cái chỗ đâu. Tôi quay ông hồi lúc ông chạy tôi tự trọng ra. Trời vậy là tôi đã cảm chạy rồi. Ờ. Đi tới đâu thấy ông quẩn lên là tôi đã quýnh ông lại chạy ra. Tôi đi vô tính quay chạy thấy ông chạy tôi quay ra. Tôi ở gần nhà đối diện với nhà sáu ảnh á, biết sáu ảnh không? Sáu ảnh là ở bên đầu cầu kênh mưa. Để chạy nhóm cầu kênh cầu số 11. Để chạy nhóm nhỏ này. Này khu có lắp. Được lên sóng rồi đó. Chú ơi, quay kệ thịt trên này để được lên sóng nè. Đó, chú bánh thịt heo đó. Giờ này sao chẳng lắm rồi. Ờ, này nó chắc lắm à chú ơi. Cái này chẳng nhóm mình nhớ là lọc tổng quay vô. Tôi khói ngoài muốn chạy cá. Mai có được đi không biết con ơi. Hả? Đi không thôi. Ở đâu anh? Bà lắm. Tôi chân tuyết quá. À, nét đẹp quê hương. Tôi quay ra ngoài nè. Cho cái chằm gà. Chưa tính tiền mà nó ngoài nội tài trợ lên tầm tài trợ chợ ngồi nắng quá nắng này quay quảng cáo cho người ta biết luôn đó cái tầm mình có cái trường dập xuân này. Ông nông sụt. Ông kia sụt mới ngon. Ngày tới sụt tiếp. Vậy là đúng rồi. Gà đó này. Gà. Đó. Đây gà. Cái còn cá lớn nửa tí, à có cái lượng lớn hơn nửa tí, còn cá nhỏ này nửa tí còn lại như trần. Có nào cái miệng chưa hút không? Nào không được cái mẹ ơi. Một cân. Cá đi. Bán hết rồi đem tiền. Em quay ông này đang bị cầm bông bông. Chú hỏi ông nặng bắn lộn dẻo lắm rồi. Ông nặng bắn lộn dẻo lắm rồi bà con.
ta tan tiền. Anh lé nó còn chặt nữa, ông không bắt lé nó còn chặt đó. Bán áo mà còn chặt nữa. Chặt nó dữ ông già ông nói rồi mà con nói đúng quá rồi. Còn mối trần này cũng lâu chạy. Mùa này là mùa không mà cũng có cá nhiều. Mà nếu có cá bự, cá mùa này cũng... Tại cá này nó, nếu nó còn sống tới giờ thì nó đậu qua mang mình. Ngay ngã tư sông đi qua đây được cái ảnh ông này ông chạy cá không có lấy.